Phật nói, kinh cha mẹ ân nặng khó báo đáp. Một thuở nọ, Đức Phật ngủ tại giường ông Cấp Cô Độc, rừng Thái Tử Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1.200 vị đại tỳ kheo và 38.000 vị đại Bồ Tát. Một hôm, Đức Phật dẫn các đệ tử đi về hướng Nam. Bỗng nhiên, Ngài thấy bên đường có một đống xương khô. Đức Phật Thế Tôn lập tức quỳ xuống, nằm dốc, phủ phục, cung kính lãnh lễ đống xương khô này. Hành động của Đức Thế Tôn khiến cho mọi người lấy làm lạ. Không hiểu tại sao Đức Phật lại làm như vậy. Tôn giả A Nan liền chắp tay đảnh lễ Thế Tôn và hỏi: Bạch Thế Tôn, người là bậc thầy của ba cõi, là cha lành của tất cả chúng sanh, được mọi người cung kính tôn sùng. Chúng con luôn luôn rất kính mến người. Xin người hãy nói cho chúng con biết, rốt cuộc là nhân duyên gì, ý nghĩa gì mà người lại lạy đống xương khô này? Đức Phật trả lời bằng giọng từ bi: Này A Nan, con hỏi rất đúng. Các con tuy đều là đệ tử của ta, lại còn xuất gia tu hành đã rất lâu nữa, nhưng có một số việc các con vẫn chưa biết đâu. Đống xương khô này có thể là tổ tiên của chúng ta đời trước, hoặc là cha mẹ nhiều đời đến nay. Vì vậy, có lý nào làm con mà không lễ bái cha mẹ đâu? Vì nhân duyên này, cho nên ta rất cung kính lễ bái đống xương. Đức Phật nói tiếp: Này A Nan, bây giờ con phân đống xương này ra làm hai. Nếu là xương người nam thì có màu sắc hơi trắng và hơi nặng, còn nếu là xương của người nữ thì màu sắc hơi đen và cũng hơi nhẹ hơn. Tôn giả A Nan lại hỏi: Bạch Thế Tôn, việc này con không hiểu. Nam nữ ở thế gian tuy ăn mặc có khác nhau, người nam đầu đội mũ gió, mặc áo tay dài, có buộc dây lưng, mang giày, y phục hình dáng tề chỉnh, nhìn thấy thì biết ngay đó là người nam. Còn người nữ khi còn sống thì thích thoa son, sức nước hoa trên người. Với hình thức trang điểm như vậy có thể nhận ra đó là người nữ. Nhưng dù là nam hay nữ thì khi chết đi cũng trở thành xương khô, đâu có gì khác nhau, làm sao có phân biệt được? Đức Phật bảo A Nan bằng giọng trầm lắng: Nếu là người nam thì lúc còn sống đã thường lui tới chùa nghe giảng kinh luật của Phật, cung kính lễ bái Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, lại thêm siêng niệm Phật. Do duyên lành này nên sau khi chết, xương họ trắng sạch như ngọc và rất nặng. Nếu là người nữ thì khi còn sống đắm chìm trong tình ái, không biết nghe kinh lễ Phật, chỉ biết đến việc sanh con cái rồi lo nuôi dưỡng chúng, cho chúng bú mớm, và sữa là từ báu huyết của mẹ mà sanh ra. Để nuôi một đứa trẻ phải mất ít nhất là 8 đấu sữa. Thân thể mẹ làm sao mà không hao gầy cho được? Do đó, người nữ sau khi chết, bộ xương hơi có màu đen và trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều. Tôn giả A Nan sau khi nghe Phật nói, trong lòng đau đớn như bị dao cắt, không cầm được nước mắt, đau buồn gạt lệ nói: Bạch Thế Tôn, ân đức của mẹ hiền, chúng con phải báo đáp như thế nào mới là phải? Đức Phật trả lời A Nan: Các con hãy lắng lòng nghe ta nói đây.
Mẹ mang thai ta trải qua 10 tháng, phải chịu nhiều vất vả. Mang thai tháng đầu, sinh mạng đứa trẻ giống như xương trên đầu ngọn cỏ, sớm chiều gìn giữ, sợ nó tan mất. Sáng sớm xương động lại, buổi chiều có thể sẽ bị tan mất. Tháng thứ hai, thai nhi giống như bơ đông lại. Tháng thứ ba, thai nhi dường như là một cục máu lớn đông lại. Đến tháng thứ tư, thai nhi mới hơi có hình dáng như người. Và đến khi thai nhi được tháng thứ năm, thì bộ phận quan trọng của thai như đầu, hai tay và hai chân cũng bắt đầu thành hình. Đến tháng thứ sáu thì sáu căn của thai nhi cũng đã hiện rõ ràng. Sáu căn đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thai nhi tháng thứ bảy thì sinh ra 360 đốt xương, lại thêm 84.000 lỗ chân lông. Và đến tháng thứ 8, bộ não của thai nhi cũng sắp hoàn chỉnh, đã có ý thức và có tánh linh. Và chính lỗ ở trên cơ thể con người như hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng và hai lỗ tiểu, đại tiện cũng hình thành. Khi thai nhi được 9 tháng thì hai tay, hai chân bên trong cơ thể của mẹ thường giãy đạp lung tung, chuyển động như núi tu di, khiến cho người mẹ ăn ngủ không yên. Từ lúc thai nhi hình thành cho đến cất tiếng khóc xuất thai, thì trong khoảng thời gian đó, thai nhi hút máu mẹ làm chất dinh dưỡng để sống. Đến tháng thứ 10 thì các bộ phận của cơ thể thai nhi đều đã hoàn chỉnh, thai nhi đã có thể xuất thai. Qua 10 tháng mang thai, nhiều khổ sở, để cho con trẻ được sanh ra thuận lợi, máu trong người mẹ phải chảy thành sông, để cho thai nhi theo đó mà sanh ra. Nếu sanh con bình yên, thì đứa bé cuộn tay cuộn chân sanh ra rất là thuận lợi, ít có làm đau mẹ, làm giảm bớt sự đau đớn cho mẹ không ít. Còn nếu như sanh khó, thì tay chân thai nhi dĩ đạp lung tung, làm cho mẹ đau khổ không thể tả, như ngàn mũi dao cắt thịt, như dạng mũi tên xuyên tim, chết đi sống lại, thê thảm không nỡ nhìn. Bổn phận làm con, các con chớ nên quên nỗi khổ sở mà mẹ phải chịu khi sanh dưỡng các con, nếu không thì chẳng khác chi loài cầm thú. Trải qua nghìn trùng đau khổ, mẹ hiền mới sanh được con yêu. Nếu phân tách sâu hơn, thì mẹ hiền có ít nhất là 10 đại ân sâu. Ân đức thứ nhất là khi mang thai, mẹ tìm mọi cách thương yêu và bảo vệ con. Ân đức thứ hai là khi mẹ sanh đẻ, phải chịu khổ sở rất lớn. Ân đức thứ ba là tuy mẹ chịu mọi sự dày dò vì con, nhưng khi sanh con ra lại quên đi tất cả những đau khổ mà mẹ phải chịu vì con. Ân đức thứ tư là dành tất cả những thức ăn ngon cho con. Ân đức thứ năm là gì? Để con trẻ ngủ yên mà mẹ thà chịu lạnh, chịu ướt. Ân đức thứ sáu là cho con bú mớm, mẹ phải chịu gầy còm, còn con thì mập ra. Ân đức thứ bảy là giặt rửa đồ dơ của con, có kể gì tai ngọc bị bẩn, xá gì da thịt bị bong. Ân đức thứ tám là con có đi xa, mẹ tựa cửa trông ngóng, rơi lệ tưởng nhớ. Ân đức thứ chín là nguyện chịu khổ thay con, yêu mến con vô hạn. Ân đức thứ 10 là tấm lòng mẹ hiền yêu thương con trẻ mãi mãi không thôi. Sau đây là những điều vĩ đại mà Đức Phật khen ngợi ân mẹ. Điều khen ngợi thứ nhất là ân đức mang thai gìn giữ.
Thân người khó được, phải qua luân hồi nhiều kiếp mới được làm người. Đồng thời phải có duyên với cha mẹ đời này, được nương nhờ vào thai mẹ để thác sanh chốn nhân gian. Trong khoảng tháng thứ năm, thai nhi trong bụng mẹ dần dần hình thành lục phủ ngũ tạng. Đến tháng thứ sáu, sáu căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, ý cũng đều xuất hiện. Trọng lượng của thai nhi mỗi ngày đều tăng thêm, khiến cho mẹ cảm thấy nặng nề như mang hòn núi. Thai nhi trong bụng mẹ đạp dẫy lung tung, khiến cho mẹ cảm thấy như bị động đất, vô cùng sợ hãi. Trong lòng luôn nhớ nghĩ đến đứa con trong bụng, cộng thêm thân tâm mỏi mệt nên lười biếng trang điểm. Quần áo đẹp thì xếp lại cất kỹ, và cũng không có soi gương chải đầu. Điều khen ngợi thứ hai là thâm ân chịu khổ khi sanh. Trải qua 10 tháng mang thai, ngày tháng đủ đầy, mẹ sắp sinh con. Trước khi sinh con mấy ngày, mẹ dường như là bị bệnh nặng, tay chân yếu ớt, đầu óc hoảng loạn. Nhất là trong lòng vô cùng sợ hãi lo lắng, khó thể tả xiết. Vì lo cho sự bình an của con nên mẹ cứ khóc hoài và nói với những người thân bằng giọng điệu sầu bi. Điều tôi lo nhất không phải là sự an nguy của bản thân, mà là lo cho thần chết vô tình cướp đi mạng sống nhỏ bé của đứa con yêu quý của tôi. Điều khen ngợi thứ ba là ân huệ sanh con quên sầu. Người mẹ khi sanh con, do vì cố dùng sức cho nên lục phủ ngũ tạng giống như là bị xe nát, đau đớn dãy dụa, hôn mê đến mấy bần. Vì con cái mà phải chịu chảy máu như cắt cổ dê. Trải qua một phen đại nạn không chết này, mẹ tỉnh lại, và việc đầu tiên là hỏi thăm ngay đứa con yêu của mình. Khi biết con yêu quả thật là được bình an vô sự, thì mẹ ôm con vào lòng sung sướng như điên, trên mặt nở nụ cười vui mừng thanh thản. Sau niềm vui sướng đó thì nỗi buồn lại tuôn trào, giống như là dời núi lấp biển. Vừa rồi vì có con mà quên đi sự đau đớn, bây giờ lại phải chịu nỗi khổ sở đau thấu ruột gan. Điều khen ngợi thứ tư là ân cha mẹ ngậm đắng nuốt cay. Ân cha mẹ đối với con cái sánh như biển rộng, chăm sóc, thương yêu, bảo vệ con cái không kể ngày đêm, nhưng chưa từng chau mày than thở. Tình thương sâu nặng của cha mẹ đối với con quả thật là không thể tả xiết. Chỉ cần con cái được ấm no thì dù phải chịu đói lạnh, mẹ vẫn cam lòng. Chỉ cần con cái được vui vẻ thì cha mẹ cũng cảm thấy vui lòng. Điều khen ngợi thứ năm là ân đức nhường khô chịu ướt. Mẹ hiền thương con từng ly từng tí. Đêm khuya con tiểu làm ướt mùng mền, mẹ liền mau bế con sang chỗ khô ráo. Còn mình thì ngủ chỗ vừa ướt vừa lạnh mà không một lời oán trách. Chỉ cần con trẻ ngủ được yên, việc chịu rét ướt mẹ đâu màng tới. Bầu sữa của mẹ mang đến cho con hơi ấm và sức khỏe. Đôi tay áo của mẹ che chắn gió rét cho con. Vì lo chăm sóc con nhỏ nên cha mẹ ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Tất cả đều là vì niềm vui của con trẻ. Chỉ cần con cái được ngủ yên, chóng lớn thì mẹ đã thỏa mãn, hài lòng, không đòi hỏi gì thêm. Thứ sáu,
điều khen ngợi thứ sáu là thâm ân bố móm nuôi dưỡng. Ân đức của mẹ hiền như đại địa chở che, sinh ra vạn vật. Ân đức của cha nghiêm như bầu trời che trùng khắp, thấm nhuần chúng sanh. Cha mẹ thương con đều đồng như nhau, thâm ân của cha mẹ cũng đều như vậy. Chỉ cần con là con của cha mẹ thì dù cho con có xấu xí bao nhiêu, cha mẹ vẫn không bao giờ chê và cũng không bao giờ nhìn con bằng con mắt ghẻ lạnh. Ngay như tay chân con có bị cong queo đi nữa, cha mẹ cũng không có ghét bỏ, ngược lại còn thương yêu chăm sóc con hơn nữa. Đó chính là vì con là đứa con yêu quý nhất của cha mẹ. Tấm chân tình của cha mẹ cảm động biết bao, ân tình của cha mẹ thật vĩ đại biết bao. Điều khen ngợi thứ bảy là ân cha mẹ giặt rửa đồ dơ. Mẹ vốn có tấm thân cành vàng lá ngọc, nét mặt xinh tươi như hoa sen, tinh thần cường tráng, sức khỏe tràn đầy, đôi mắt giống như chiếc lá liễu, da mặt hồng hào, toát lên cái dung mạo rực rỡ của tuổi thanh xuân. Nhưng đã có những lúc vì con mà mẹ làm lụng quá mức, nên dung nhan như hoa tợ ngọc kia trở thành già nua tàn tạ. Cũng vì giặt rửa đồ dơ của con trẻ quá nhiều mà đôi tay ngà ngọc của mẹ trở thành chai sạn đầy những vết thương. Tấm lòng mẹ hiền đáng thương, đáng kính vì con trẻ mà hy sinh tuổi xuân quý báu của mình vô điều kiện, đổi lại là một thân hình mỏi mệt tiều tụy. Điều khen ngợi thứ 8 là thâm ân nhớ con đi xa. Khi người thân của mình mất, lòng ta vô cùng đau đớn như đứt ruột gan. Giống như thấy cảnh con yêu đi xa, lòng mẹ hiền cũng đau thương như vậy. Con trẻ xa nhà, núi sông cách trở, cha mẹ phải hôm sớm tha thiết cầu nguyện thần Phật gia hộ, mong con mau sớm bình an trở về bên cạnh mẹ cha. Có những đứa con xa nhà mấy năm mà không có tin tức gì, khiến cha mẹ già ở nhà đêm ngày mong ngóng, nước mắt ướt đầm, giống như loại dượng già trong rừng mất đi đứa con yêu, kêu gào khóc lóc ruột đứt từng đoạn, vì con mà lòng già buồn đau. Điều khen ngợi thứ 9 là thâm ân thương xót con cái của cha mẹ. Ân tình sâu nặng của cha mẹ, bổn phận làm con thật có báo đáp trong muôn một. Thật là ai nói chút lòng thành báo được ân mẹ cha. Khi thấy con trẻ chịu khổ chịu cực, mẹ hiền đêm ngày cầu nguyện mong được thay thế cho con, mong được chịu khổ chịu tội thay cho con. Tình thương của mẹ có gì lớn bằng? Khi con cái đi ra ngoài, tâm mẹ hiền thường theo bên con, thương con chịu rét chịu lạnh, sợ con chịu khổ chịu nhọc. Nếu như biết con chịu đau khổ dù chỉ một chút, thì mẹ hiền suốt đêm không ngủ, buồn đau không thôi. Điều khen ngợi thứ 10 là thâm ân hết dạ thương con của cha mẹ. Tấm lòng từ ái của cha mẹ giống như dần nhật nguyệt, nó mãi mãi chiếu sáng khắp nơi, cũng như lòng cha mẹ mãi mãi nghĩ về con. Ân cha mẹ sâu nặng, tâm cha mẹ lúc nào cũng vậy, đi đứng nằm ngồi thường nhớ đến con. Dù con ở nhà hay ra ngoài, tâm cha mẹ vẫn luôn bên con. Dù cho cha mẹ có trăm tuổi già cũng vẫn thương đứa con khờ 80 tuổi của mình. Nếu nói cùng tận cái tâm từ ái, ân đức của cha mẹ, thì đến chết cũng không thể nói hết. Đức Phật nói 10 đại ân đức của cha mẹ xong, thì liền bảo với A Nan và đại chúng: ta thấy có rất nhiều chúng sanh, có người tuy bẩm sinh có tư chất tốt, nhưng cũng có một số người
tâm tánh ngu muội, tầm tối, chưa từng biết nghĩ đến cái ân đức của cha mẹ thương yêu chúng ta lớn bao nhiêu. Họ không biết cung kính, hiếu thảo với cha mẹ, ngỗ nghịch bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, làm cho cha mẹ đau lòng. Các con đều biết, mẹ mang thai 10 tháng trong bụng giống như mang vật nặng, đứng ngồi gì cũng không xong, ăn không ngon, ngủ không yên, buồn bã giống như người bị bệnh đã lâu ngày. Đến kỳ khai qua nở nhụy, sanh ra con lại còn phải chịu nhiều đau đớn, máu ra đầy đất, chết đi sống lại, phải chịu vô số dày dò mới sanh được con ra. Mẹ hiền lại lo lắng không biết con mình sanh ra có được bình an không. Khi nghe nói con mình sanh ra được yên ổn, thì bây giờ mẹ hiền mới yên lòng. Sinh con ra rồi, mẹ ôm ấp mãi không rời, cho con bú mớm, dù phải chịu tay mỏi, chân tê, mẹ cũng vui lòng. Lại còn phải cực khổ giặt rửa những đồ dơ cho con. Khi con đái dầm, mẹ nằm chỗ ướt, nhường lại cho con ngủ chỗ khô sạch, mà không một lời buồn trách. Suốt 3 năm bồng bế, con khát thì mẹ cho bú sữa, đến nỗi thân thể mẹ gầy yếu. Từ lúc con trẻ cất tiếng khóc chào đời cho đến khi thành trẻ nhỏ, thiếu niên, thanh niên, cha mẹ không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết để nuôi dạy con hiểu biết lễ nghĩa, tu tâm dưỡng đức. Đến khi con cái trưởng thành, cha mẹ lại vất vả chuẩn bị dựng vợ gả chồng cho con, gom góp tư trang đưa cho con làm ăn buôn bán, mong muốn con cái mau sớm yên bề gia thất. Sự thương yêu dịu dắt của cha mẹ đối với con thật là vô cùng vất vả. Vậy mà cha mẹ chưa bao giờ đề cập đến 2 chữ ân huệ trước mặt con cái, và cũng không mong rằng con cái sẽ báo đáp. Những lúc con bị bệnh, lòng cha mẹ lo lắng như lửa đốt, thường vì nóng lòng thương con mà mau chóng đổ bệnh. Phải đợi sau khi con cái hồi phục sức khỏe, thì căn bệnh vì lo lắng cho con của mẹ mới dần dần thuyên giảm. Trải qua 100.000 khó nhọc nuôi dưỡng con cái, mẹ chỉ mong con sớm được trưởng thành. Có những đứa con khi đã trưởng thành lại không biết hiếu thuận song thân, phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ dạy dỗ lại không chịu để ý, hay mở miệng cãi lại, thậm chí trừng mặt nhìn cha mẹ như kẻ thù, lăng nhục những người lớn trong gia tộc, đánh mắng anh em ruột thịt, không nghĩ đến tình thân lễ nghĩa gì, làm cho mọi người khổ tâm đau đầu. Tuy cũng đã có đến trường học hành, nhưng lại không tuân theo lời thầy dạy dỗ. Những lời khuyên răn của cha mẹ anh em không chỉ không nghe, mà còn ngỗ nghịch lại. Khi đi khi về không biết thưa hỏi cha mẹ, lời nói hành động ngạo mạn vô lễ, tự tung tự tác, không cần biết đến ai, không coi cha mẹ ra gì cả. Dù cho cha mẹ chú bác có tình cờ dạy dỗ, chỉ trách đi nữa, đó cũng chỉ là gì lòng thương xót của người lớn. Thấy con tuổi nhỏ không biết nên mọi người phớt lờ cho qua, nhưng càng về sau thì tính tình con càng lúc càng hung bạo tàn nhẫn. Không chỉ không nghe lời dạy răn, mà còn khởi lòng thù hận, sau cùng từ bỏ cha mẹ, bạn bè, đi giao du với những kẻ xấu ác, lâu ngày trở thành điên đảo, thị phi, làm hại đến bản thân. Thật là ngu hết biết. Rồi một hôm, bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo, nên liền rời bỏ gia đình cha mẹ, xa cách xóm làng, lưu lạc phương khác, hoặc là ra ngoài buôn bán mưu sinh, làm đủ mọi thứ. 5 tháng trôi qua, tuổi đã già nua, có người thì lập gia đình ở bên ngoài, thậm chí đến khi già chết cũng không trở về nhà.
và cũng không hề nghĩ đến cái thân này do đâu mà có. Cũng có một số người bất hạnh hơn, lang thang đến xứ khác, giao du với những kẻ xấu ác, không biết chú ý cẩn thận, thế là bị người ta dùng kế hãm hại, hoặc là tụ tập với kẻ xấu xa, làm điều sằng bậy, cuối cùng phải bị liên lụy, tai họa xảy đến, phải bị tù tội, hoặc bị tội chung thân, phải chết trong ngục, hoặc bị bệnh nặng, tai họa triền miên, gặp phải nghèo bệnh bức bách, khốn đốn vô cùng, bị người coi thường, không ai coi sóc, bệnh tình nguy kịch, bỏ mạng ngoài đường, hình hài mục nát, nắng táp mưa sa, xương khô tan rã, linh hồn phiêu bạt phương khác. Từ đây vĩnh biệt người thân gia đình, thêm mắc phải tội phụ rẫy thâm ân của cha mẹ. Vậy mà đứa con bất hiếu vẫn khăng khăng bỏ đi, chứ đâu biết rằng cha mẹ của mình sau khi thấy đứa con yêu bỏ nhà ra đi thì đêm ngày lo nghĩ không yên, trông con mòn mắt, lòng như lửa đốt, đau như cắt ruột gan, vì nhớ thương con, thương khóc quá nhiều nên mắt mẹ bị mù, lại do khóc lóc quá mức nên mắt bệnh khó thở. Có những cha mẹ vì thương nhớ con cái mà không thiết gì đến buôn bán, dẫn đến gia đạo ngày một suy kém, thậm chí mang bệnh mà chết. Dù mẹ chết làm hồn ma đi nữa cũng không lúc nào quên đứa con yêu, cũng không chịu rời bỏ tình yêu thương con trẻ. Quả thật là tình thương sâu đậm của con người. Có những đứa con không chỉ không siêng học hành mà còn nhập bọn với những đứa bạn bất lương, đi theo tà thuyết dị đoan, làm những hành động bại hoại phong tục, thuần chất trở thành một kẻ du côn du đảng, thích đánh đá ăn hiếp người lương thiện, là một kẻ nát rượu cờ bạc, làm sằng làm bậy, làm điều phi pháp đối với xóm làng, khiến cho anh em phải chịu liên lụy, cha mẹ đau buồn, tinh thần rối loạn, không biết phải làm thế nào cho phải. Sáng sớm đã đi ra ngoài du đảng, cho đến nửa đêm tối mịt mới trở về nhà. Chưa bao giờ biết hỏi thăm cha mẹ coi sức khỏe thế nào, khiến cho cha mẹ cảm thấy trống vắng vô hạn, không có ai chăm sóc giúp đỡ. Cha mẹ tuổi đã dần cao, dốc dáng tiều tụy, thân thể suy yếu, lại phải chịu liên lụy vì đứa con hư thân mất đất và sự cười chê lăng nhục của mọi người xung quanh. Bổn phận làm con sao lại nỡ làm vậy? Có những đứa con trai chỉ còn lại cha hoặc mẹ, lẽ ra phải rất là hiếu thảo mới đúng, nhưng sự thật lại không như vậy. Họ bỏ cha mẹ lạnh lẽo một mình, mặc cho họ chịu đói, chịu lạnh mà không hề hỏi han đến, khiến cha mẹ đau buồn, thầm nuốt nước mắt, oán than tại sao mình lại bất hạnh như vậy. Bổn phận làm con lẽ ra phải cố hết sức làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nhưng đứa con bất hiếu không làm được việc này, để cho cha mẹ phải chịu xấu chịu nhục, không dám ngẩng đầu trước mặt mọi người vì sợ bị người cười chê. Thông thường có những đứa con vì lo lắng cho cuộc sống của vợ con mà không từ khổ nhọc, cố gắng làm việc để cho vợ con vui lòng, nhưng lại bỏ cha mẹ lạnh lẽo một mình coi như người ngoài. Một lời nói nhỏ nhặt của vợ cũng răm rắp nghe theo, còn cha mẹ dạy dỗ thì giả đò không nghe, hoặc mở miệng cãi lại, toàn là những điều bất kính, làm cho cha mẹ đau thấu tâm can. Có những đứa con gái khi chưa lấy chồng thì còn biết hiếu thảo với cha mẹ, nhưng sau khi lấy chồng rồi thì trở thành bất hiếu. Cha mẹ hơi nói có mấy câu thì trong lòng khởi tâm oán hận, chê ghét cha mẹ.
Trước khi chồng giận mắng chửi, đánh đập, thì cam lòng, im lặng, chịu đựng. Đối với người nhà của chồng thì có tình cảm sâu đậm. Đối với cháu trong gia đình cũng rất là yêu quý. Nhưng còn đối với cha mẹ là cốt nhục thân thiết nhất thì lại ngày càng thưa thớt, làm cho cha mẹ đau lòng. Còn có một số người con gái bất hiếu, theo chồng đi ra ngoài ở riêng, lìa bỏ cha mẹ xóm làng. Có một số người cũng không nghĩ nhớ đến cha mẹ, cũng giống như là đoạn tuyệt với cha mẹ vậy. Ngay cả một lá thư cũng không thèm gửi, làm cho cha mẹ đêm ngày mong ngóng, nóng ruột, nóng gan, ăn ngủ không yên, khó chịu, giống như là bị treo ngược vậy. Tình của cha mẹ nhớ thương con cái không bao giờ dứt. Thâm ân đại đức của cha mẹ đối với con cái thật là rộng lớn vô biên, không có bờ mé, không có một bút mực nào có thể tả hết. Nếu con cái bất hiếu thì dù cho có sám hối với trời Phật về những lỗi lầm đó, cũng e rằng khó thể tẩy sạch tội lỗi. Khi Đức Phật nói cái ân đức sâu nặng của cha mẹ xong, thì tất cả mọi người đều đau buồn, bi thương mãi không ngớt. Có người quỳ gối, chắp tay lại lên hư không. Có người đấm ngực tự trách. Vì sự đau thương quá mức, nên các lỗ chân lông trên người đều chảy ra máu tươi, trong chốc lát ngã lăn ra chết giấc. Không lâu sau thì mọi người tỉnh lại và đồng cất tiếng nói: thật quá đau khổ, cha mẹ vì con cái mà chịu quá nhiều đau khổ, thật khiến cho ai nghe thấy cũng đau đớn bi thương. Những đứa con bất hiếu làm cho cha mẹ đau lòng. Hôm nay chúng con nhớ lại việc làm khi xưa, thật là mắc đại tội. Lúc đó chúng con như người đi trong đêm tối, lang thang phiêu bạt, sống mịt mờ như người trong mộng. Xưa nay chưa từng nghĩ đến tội lỗi của mình sâu dày bao nhiêu. Hôm nay nghe những gì Phật dạy, chúng con như tỉnh cơn mộng, vô cùng hối hận tội lỗi đã tạo. Nghĩ đến bản thân là kẻ bất hiếu bất nhân, thật là như đứt ruột gan, như thiêu ngũ tạng. Nguyện cầu Thế Tôn từ bi thương xót chúng con ngu si, chỉ cho chúng con cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình, chỉ cho chúng con biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp tâm ân của cha mẹ. Đức Phật liền dùng 8 loại diệu pháp để chỉ rõ cho các đệ tử biết. Các con đã biết ân đức của cha mẹ sâu nặng, giờ đây ta sẽ nói cho các con biết rõ thêm. Ví như có người vai trái gánh cha già, vai phải mang mẹ hiền, đi vòng quanh hòn núi Tu Di, đến nỗi da thịt bị xé rách, xuyên thấu xương cốt cũng không than khổ, máu huyết tuôn chảy ướt đẫm cả chân. Như vậy trải qua 100.000 muôn kiếp cũng không báo đáp nổi thâm ân cha mẹ. Dĩ như có người sống trong thời kỳ bất mùa đói khổ, nhưng vì muốn cho cha mẹ không phải chịu đói khát, nên cắt thịt trên thân mình thành những miếng nhỏ, rồi dâng cho cha mẹ ăn. Tuy có cái tâm hiếu như vậy, trải 100.000 muôn kiếp vẫn có báo đáp được ân đức của cha mẹ. Nếu như có người vì muốn cầu cho cha mẹ được bình an trường thọ mà móc đôi mắt của mình đem dâng cúng Phật, làm như vậy suốt 100.000 muôn kiếp cũng không thể báo đáp công ơn cha mẹ trong muôn một. Giả như có người vì cha mẹ của mình dùng dao thật bén mổ bụng lấy trái tim ra, đến nỗi máu chảy đầy đất mà không kể gì đến đau đớn, làm như vậy suốt 100.000 muôn kiếp cũng không thể nào báo đáp được thâm ân cha mẹ. Nếu như có người vì cha mẹ của mình mà nhận lấy 100.000 nhát gươm giáo bén nhọn, cùng lúc đâm vào cơ thể mình, xuyên ngang đâm dọc suốt 100.000 muôn kiếp, cũng vẫn không thể báo đáp thâm ân cha mẹ. Dĩ như có người vì muốn cầu cho cha mẹ mình
được bình an trường thọ, mà đốt thân thể của mình làm đèn cúng dường trước Phật. Cúng dường Đức Phật như vậy, trải qua trăm ngàn muôn kiếp cũng không thể báo đáp được thâm ân cha mẹ. Ví như có người vì để báo đáp công lao cực khổ của cha mẹ mà chịu cảnh hiểm nguy, xương gãy tủy rơi, dầu phải trải qua vô số kiếp cũng vẫn không báo đáp nổi thâm ân cha mẹ. Ví như có người làm tròn bổn phận của một người con, thay cha mẹ nuốt hòn lửa sắt đóng, khắp người bị hòn lửa sắt đóng thiêu cháy đến mức chịu không nổi. Chịu như vậy đến trăm ngàn muôn kiếp cũng không thể báo đáp thâm ân cha mẹ trong muôn một. Bây giờ mọi người sau khi nghe Phật nói rõ về những thâm ân của cha mẹ, ai nấy đều đau buồn rơi lệ, trong lòng cảm thấy như là bị dao cắt, nhưng không biết phải làm thế nào để báo đáp thâm ân của cha mẹ, nên cảm thấy thật là xấu hổ. Liền đó đồng thanh lễ Phật và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ chúng con sợ biết mình là kẻ tội nhân bất hạnh, nhưng chúng con không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp được thâm ân của cha mẹ. Đức Phật thấy mọi người đều có ý hổ thẹn, nên vui vẻ nói với họ: Nếu các con muốn báo đáp ân đức của cha mẹ, thì ít nhất là phải vì cha mẹ mà làm 6 việc sau đây. Một là viết ra bộ kinh này. Hai là đọc tụng kinh này. Ba là sám hối tất cả tội lỗi. Bốn là thành tâm cúng dường tam bảo. Năm là phải trì chay giữ giới. Sáu là bố thí khắp, làm những việc thiện, rộng trồng cội phước. Nếu ai làm được 6 việc này thì đó chính là người con hiếu. Nếu không được như vậy thì bị đọa vào địa ngục. Tiếp theo Đức Phật lại nói với tôn giả A Nan: Kẻ bất hiếu với cha mẹ sau khi chết chắc chắn sẽ bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Địa ngục này chu vi có 80.000 do tuần, bốn bên đều là tường bằng sắt, có lưới bao xung quanh để không cho tội phạm trốn thoát. Trên mặt đất có trải tấm sắt, có lửa dữ thiêu đốt, ánh lửa sấm chớp sáng rực khắp nơi, lại có nước đồng sắt tưới lên mình kẻ tội, còn có chó sắt, rắn sắt phun ra lửa dữ rượt theo cắn tội nhân, da thịt đều bị đốt tan nát hết, khổ không kể xiết. Trên không còn có treo vô số cái móc bằng sắt, khắp mặt đất còn có những chiếc búa sắt, mâu giáo, đuối đao, sực kiếm, các thứ dụng cụ hành hình lúc nào cũng có thể nhắm vào tội nhân mà chặt giết. Tội phạm ở địa ngục phải chịu nhiều thứ khổ sở như vậy, không có ngừng nghỉ, cũng không biết là phải chịu bao nhiêu số kiếp nữa. Cho dù người tội đã chịu hình phạt ở đây rồi, cũng lại phải rơi vào địa ngục khác nữa. Trên đầu phải mang cái chậu lửa cháy rực, lại còn phải bị xe sắt nghiền nát thân mình. Xe sắt lăn qua cán lại, làm cho gan ruột bị dở nát, đầu xương gãy lìa, da thịt đều bị nát hết. Trong một ngày phải chịu đau đớn ngàn lần sống, muôn lần chết, thật là quá thê thảm. Những người thọ tội trong địa ngục này đều là những người phạm trọng tội ngũ nghịch, bất hiếu, nên mới chịu sự dày dò muôn ngàn đau khổ như vậy. Bây giờ đại chúng nghe lời Phật nói xong đều rất lấy làm hổ thẹn, đau thương, rơi lệ, bạch với Đức Phật rằng: Chúng con phải làm thế nào mới có thể báo đáp tâm ân của cha mẹ đây? Đức Phật trả lời: Nếu các con muốn báo đáp ân đức cha mẹ thì cách tốt nhất đó chính là in chép kinh này ra, truyền bá kinh này rộng khắp. Nếu ai in được một quyển thì cũng bằng thế công đức của một vị tôn Phật
Nếu in được 10 quyển thì thấy được 10 vị tôn Phật. Do đó suy ra, nếu in 100 quyển, 1000 quyển, 1000000 quyển thì cũng giống như thấy được 10000 muôn Đức Phật. Hễ ai bỏ tiền in kinh này để cho mọi người tụng đọc thì chắc chắn chư Phật sẽ thường ở bên cạnh người đó gia hộ, lại còn dùng Phật lực giúp cha mẹ họ và họ được sanh về cõi Phật, thọ hưởng sự vui vẻ ở cõi đó và không còn phải chịu khổ cảnh đọa lạc địa ngục. A Nan tôn giả và đại chúng cùng với Bát Bộ chúng trời rồng và Chuyển Luân Thánh Dương nghe lời Đức Phật giảng xong, trong lòng cảm thấy bi thương, hối hận không dứt, toàn thân lông tóc đều dựng đứng. Mọi người đều cảm thấy hổ thẹn, ân hận, thành tâm sám hối với Phật và phát lời thệ nguyện. Kể từ bây giờ cho đến vô tận 10000 muôn ức kiếp về sau, dầu chúng con phải chịu thân nghiền thịt nát ra làm hạt bụi đi nữa, chúng con cũng sẽ nhất định giữ vững những lời dạy của Như Lai, không dám trái lại chút nào. Chúng con thà chịu bị móc sắt kéo lưỡi dài đến cả do tuần, lại dầu phải chịu lưỡi cày sắt cày đát thân mình, khiến cho máu huyết tuôn chảy thành sông, phải chịu như vậy trải qua 10000 kiếp đi nữa, chúng con cũng thề quyết không bao giờ làm trái lời Phật dạy. Lại thà chịu đi vào dòng đao có 10000 lưỡi đao, chịu để cho các lưỡi đao bén nhọn đâm vào thân mình, chúng con cũng không trái lời Phật dạy. Cho dù chúng con có bị lưới sắt quấn chặt khắp cả thân, đau đớn không kể xiết, dầu phải trải qua 10000 muôn kiếp như vậy, cũng không dám trái lời Phật dạy. Lại nguyện thà để cho dao đâm cối giả thân thể này nát dừ như tương, cho dù da thịt xương cốt có đau buốt, trải qua 10000 số kiếp đi nữa, chúng con cũng sẽ không bao giờ trái lời Phật dạy. Bấy giờ A Nan tôn giả nhẹ nhàng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính cầu xin Phật chỉ dạy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải gọi kinh này là gì để chúng con tiện bệ thọ trì đọc tụng? Đức Phật bảo với mọi người, bộ kinh này được gọi là kinh cha mẹ ân trọng có báo đáp, các con nên cố gắng tuân giữ phụng hành. Bấy giờ A Nan và các đệ tử cùng 8 bộ chúng trời rồng cung kính lắng nghe lời Phật dạy, bỗng thấy trong lòng sáng ra, sanh tâm hoan hỷ, ai nấy đều hạ quyết tâm đời đời kiếp kiếp kính trọng tuân theo lời Phật dạy, giữ trọn bổn phận hiếu thảo của một người con. Sau đó mọi người hướng về phía Phật đảnh lễ và xin cáo lui.